Rồi các bạn ở dưới chú ý nè. Hello. Lúc nãy bài trước là không chú ý rồi, bài này chú ý giúp thầy. Mình đã định dạng đoạn rồi, bây giờ mình sẽ vô định dạng trang để mình in cho nó đúng kích cỡ và nó đẹp. À, cái chỗ mà canh lề trái 3.5. Alo nghe. Canh lề phải 2. Chỗ này là tùy văn bản. Văn bản này của mình là văn bản là mình sẽ có đóng gáy. Văn bản mình có đóng gáy. Cho nên mình chừa lề trái nó lớn để khi mình đóng gáy nó dày á là mình dở ra bên trong nó không bị mất chữ. Nếu mà mình đóng gáy mà mình chừa lề nhỏ quá thì nó mất. Còn nếu như bạn đóng một cái cuốn tập mà nó dày khoảng cỡ 5-70 trang thì cái lề này bạn phải chừa lớn hơn. Bạn chừa 3.5, đôi khi là nó đóng xong cái bạn dở ra những cái trang sau á là không thấy gì luôn. Nó bị mất, nó sát với lại cái chỗ mình bấm gáy á. Rồi nếu như là văn bản của các bạn là một văn bản ví dụ như là đơn xin phép, ví dụ như là tờ trình ký gì đó là mình không có đóng thì hai bên này mình để bằng nhau cho nó đẹp. Tùy văn bản nha. Văn bản của đây của mình là báo cáo thực tập cho nên mình có đóng gáy. Có đóng gáy thì chỗ này là 3.5, 2, 3, 3. Header mình để là báo cáo thực tập. Footer để họ tên và số trang. Rồi mình sẽ định dạng cái phần này. Đối với lại cái bài của mình ở đây, mình sẽ định dạng số trang và trang. Ở đây mình chưa có header, chưa có footer, chưa có số trang và chưa có size. Và chúng ta sẽ chọn vô cái phần layout. Layout, các bạn chọn bên trên này thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ chọn rất là nhiều thứ. Ví dụ chỗ này mình chọn kênh lề. Kênh lề ở đây, kênh lề trang mặc định là người ta để là 25.4. Đây là mặc định đều hết. Đúng không? Nếu như mình muốn thì mình sẽ thiết lập một cái kênh lề cho mình, customize ở đây. Và đầu tiên thì các bạn nên chọn cái size trước. Và size mặc định của Word là letter, là trang giấy gì? Giấy viết thư. Kích thước nó khác với giấy A4. Nếu như bạn soạn một cái báo cáo ở letter, bạn đem ra tiệm in, có thể nó sẽ bị mất chữ. Mất chữ. Cho nên là chúng ta phải chọn đúng kích thước mà chúng ta xài là A4. Ha, các bạn chọn kích thước A4. Các bạn thấy là mình zoom nhỏ lại nè. Khi mà mình chọn kích thước giữa letter với A4, nó có cái size khác nhau. Bạn nhìn ở đây bạn sẽ thấy cái size khác nhau. Đây. Mình chọn A4. Tiếp theo, mình sẽ chọn cái chỗ này để mình thiết lập cái top. Top của mình là 3. Ở chỗ này đơn vị của chúng ta đang xài là mm. Thì 3 là 3 gì? À, 3 sân, tức là 30. Top pattern 30. Chỗ này left. Left hồi nãy mình để là nhiêu? Left hồi nãy mình để yêu cầu là nhiêu? 3.5, tức là 35. Phải là 2. Như vậy chỗ này là 35, chỗ này là 20. Rồi còn gì yêu cầu nữa không? Header, footer, trang đứng. Ở đây mình sẽ setup như vậy. Được chưa? Đây là phần setup kích thước. Bây giờ mình sẽ qua cái phần header, footer. Bạn có thể chọn insert. Bạn vô cái phần menu insert nè. Thì phía trên này nó cho các bạn thiết lập footer, header. Ví dụ footer ở đây người ta yêu cầu là gì? Header trước. Bên trái có chữ báo cáo thực tập.
bên phải có chương, à mình ở bên trái. Như lại đây phần header, bấm vô. Bạn có thể chọn một kiểu nào đó hoặc mình tự tạo edit. Edit thì ở đây nó có thuộc đầu dòng nè. Mình kéo cái đầu dòng này ra để cho nó sát luôn cho nó dễ. Bên trái mình để chữ báo cáo thực tập. Còn cái này mình để là báo cáo môn học, tin học căn bản. Đây là bên trái. Bên phải ở chỗ này thì nó có cái tab. Tab, các bạn thấy cái tab này nó hơi bị chạy ra so với lại cái văn bản của mình. Nó bị chạy ra ngoài so với cái văn bản của mình. Thì các bạn sẽ kéo nó vào. Kéo nó vào. Được chưa? Và chỗ này các bạn sẽ nhấn tab 1 là vô giữa đây. Nhấn tab 2 mình sẽ để là chương 1. Và đối với lại cái này thì các bạn nên tạo thêm giúp cho thầy một cái gạch ở phía dưới cho nó đẹp. Một cái gạch ở phía dưới cho nó đẹp. Như vậy cái gạch ở dưới này các bạn sẽ chọn, và các bạn chọn gạch dưới. Thấy không? Thấy gạch dưới không? Ở đây trong cái phần mà paragraph hồi nãy nè, mình không cần bôi đen gì cả. Mình chỉ đặt con trỏ ở đây. Mình chọn bottom border. Ok. Là mình đã có được cái phần, phần header. Báo cáo thực tập, báo cáo môn học tin học cơ bản, chương 1. Ở dưới phần footer chưa có, tại vì mình chưa làm. Bạn vô insert, bạn chọn footer, cũng chọn edit. Và chỗ này mình cũng kéo cái tab này ra. Chỗ này người ta nói mình để họ tên sinh viên. Trần Quang Bình. Và phía bên trái thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ đặt trang. Và trang này thì mình không tự gõ, mà chỗ này chúng ta sẽ có page number ở bên góc. Page number. Và chúng ta sẽ chọn cái page number này. Mình có thể format cái page number ở đây. À, nếu như mình muốn theo chương, theo chương thì nó nhảy theo chương, còn không thì mình cứ để bắt đầu. Ok. Đó là format. Bây giờ mình sẽ chèn vào page number. Insert. Mình chèn cái page number vào đây. À, cấp và đây cuối cùng nó top bottom. Rồi. Page number nó đang chèn cho mình là, để thử coi nó chèn hình như là một la mã. Mình sẽ vô mình setup lại tí xíu. Page number format một nhỏ rồi mà. Rồi mình cũng đóng khung cái để ra mình coi lại. Đóng top ha. Top thôi. Rồi mình qua trang 2 thử coi. Chương 1 trang 2. Rồi sai rồi. Mình vô đây mình kiểm tra lại cái kiểu này của mình. Mình phải setup lại. Page number format. Format nó 1 2 3 rồi mà. Format. Top button.
Ok. Rồi. Mình sẽ vô chỗ này, mình chèn trực tiếp vô luôn. Pattern mình chèn cái page trước đi các bạn. Mình chèn cái page trước ha. Page trước thì chỗ này nó đang bị cái khung của mình sẽ chọn ngược lại, ok, top, và bên này Trần Quang Bình, tab tab, kéo nó vô, ok. Rồi, như vậy mình đã hoàn thiện xong cái định dạng trang báo cáo. Rồi, chỗ này là tên và số trang. Được chưa? Tên và số trang. Như vậy thì chúng ta sẽ làm cái bài tập này. Khi mà bạn Control Enter qua một trang khác thì nó đều đi theo cái trang của mình. Được chưa? Phần định dạng đây, chúng ta sẽ có thứ nhất là các bạn sẽ định dạng cỡ, kích thước trang, lề, header, footer. Footer này các bạn sẽ điền số trang trước, sau đó mình sẽ gõ tên vô, mình tab ra thì nó sẽ dễ. Còn nếu như mà mình điền sau thì nó đôi khi nó lại bị nhảy, thì mình điền trang trước đi. Được chưa? Nó tự động nó đẩy trang. Đó là phần tiếp theo của chúng ta.